Vịnh Cam Ranh, chắc mọi người ai cũng biết hết rồi. Nó là một trong những vịnh, cảng, nước sâu thuộc vào loại tốt nhất thế giới. Trong khu vực Đông Nam Á thì không có cảng nước sâu nào sánh bằng, lại nằm sát bên tuyến đường hàng hải quốc tế trên Biển Đông, nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Một tuyến đường biển sôi động nhất nhì thế giới mà các quốc gia trong khu vực đều thèm khát, muốn sở hữu được nó, nhất là gã hàng xóm to xác luôn luôn rình rập vùng biển của Việt Nam chúng ta. Những ai đã từng đến quân cảng Cam Ranh hay có dịp đi ngang qua khu căn cứ này chắc cũng đã biết rồi. Đây là căn cứ quân sự, người ngoài không được vào bên trong. Chỉ có những người có công vụ đặc biệt thì mới được vào. Những đoàn công tác đi Trường Sa từ cảng Cam Ranh thì sẽ được xe của quân cảng chở từ khách sạn Trường Sa nằm bên ngoài quân cảng, chạy vào trong khu căn cứ, ra thẳng đến bến cảng. Đến nơi, mọi người lấy hành lý, kiểm tra xem danh sách mình ở phòng nào trên tàu, rồi lên tàu thẳng luôn. Không được đi lanh quanh tham quan đâu. Tất cả các đoàn đi thăm đảo Trường Sa từ quân cảng Cam Ranh đều xuất phát từ bến cảng này. Cảng này có tên gọi là cảng quốc tế Cam Ranh. Cảng dùng cho mục đích dân sự để đón tiếp các đoàn tàu quân sự của các nước hay các đoàn tàu khách quốc tế đến thăm và giao lưu với Việt Nam. Đồng thời cũng cung cấp các dịch vụ hậu cần, hàng hải cho các tàu khách và quân sự các nước. Quan hệ hợp tác với các lực lượng hải quân trên thế giới, bảo đảm đồng bộ cho các tàu hoạt động sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định, từ đó nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực. Còn cảng quân sự, nơi neo đậu các tàu chiến như tàu ngầm, tàu hộ vệ, tàu tên lửa, tàu ngư lôi của Việt Nam thì nằm ở một khu vực khác. Mọi người không được vào. Một phần đây cũng là bí mật quân sự không phổ biến rộng rãi. Rất ít người được vào tham quan khu quân cảng này. Chỉ có những đoàn khách đặc biệt mới được tham quan khu vực cảng quân sự Cam Ranh. Và khách tham quan cũng chỉ được đứng trên bờ ngắm nhìn các chiến hạm mà thôi. Còn khu vực neo đậu tàu ngầm lớp Kilo thì còn khó hơn nữa. Chỉ được đứng nhìn từ xa thôi, không được đến gần. Còn quay phim hay chụp ảnh thì đương nhiên là không được rồi đó. Đó là bí mật quân sự quốc gia. Nhưng mà thôi, được vào bên trong ngắm các tàu chiến của Hải quân Việt Nam mình như thế cũng là sung sướng lắm rồi. Còn đường xá bên trong này thì khỏi phải nói rồi, rộng rãi, thênh thang như một thành phố thu nhỏ. Chỉ là không thấy có đèn giao thông ở các giao lộ mà thôi. Bên trong khu căn cứ này còn có trụ sở của Ủy ban Nhân dân huyện đảo Trường Sa. Chùa, đền thờ Nam Hải Đại Vương và đền thờ Bác nữa. Tất cả các đoàn khách đi Trường Sa thì sáng sớm trước khi khởi hành, các trưởng đoàn đều đến những nơi này để thắp hương cầu mong cho một chuyến đi bình an, có một chuyến hải trình tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió để đến với quân dân Trường Sa. Xin nói rõ thêm thông tin cho các bạn biết là trong chuyến đi công tác đặc biệt này có 40 Việt kiều hải ngoại sinh sống ở 17 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Về đây cũng được ra thăm quần đảo Trường Sa và tham quan quân cảng trong khu căn cứ quân sự Cam Ranh. Những hình ảnh này đã được sự cho phép của Bộ Chỉ huy quân sự vùng 4 Hải quân nên mới vào đây quay được đó nha các bạn. Thank you.
nha. Mời các đại biểu chúng ta lên lên ảnh chung với đoàn ạ. Kéo dài ngồi đi. Tức là cái khối lượng 2.300 bao thì sẽ cần cả giống như hangar.